Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp một bài kinh với đề tài Năm Công Đức Tự Tây Bố Thí. Nghĩa là gì? Nghĩa là tự mình làm việc bố thí thành tựu năm công đức quý báu như thế nào. Phật tử chúng ta ai ai cũng có một lần bố thí, dầu ít dầu nhiều tâm chúng ta có khởi lên niệm này. Tuy nhiên, nếu chúng ta không hiểu được giá trị ý nghĩa mình đang làm thì lợi ích của nó cũng bị dừng lại ở trong sức hiểu biết đó. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà Đức Thích Tôn của chúng ta nói rằng có rất nhiều người làm việc bố thí cúng dường đầy đủ tứ sự không tiếc bố gì nhưng vẫn bị đọa trong địa ngục. Là vì sao? Bởi vì họ không có tuệ giác về việc của họ đang làm, và do vậy mà nghiệp lực ở trong tâm của họ vẫn tạo ra một động lực giết họ vào ở trong địa ngục. Vậy thì bài kinh hôm nay, nội dung này Đức Thế Tôn nói ở đâu? Chúng ta biết lúc ấy Thế Tôn đang ở thành Tỳ Xá Ly. Tỳ Xá Ly là một cái thành trù phú nhất ở trong xã hội cổ đại Ấn Độ. Và hôm đó Ngài đang ngự ở tại rừng Đại Lâm. Rừng Đại Lâm là một cái dãy núi thật vĩ đại, từ thành Tỳ Xá Ly kéo dài cho tới tận đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn. Đây là một cái dãy núi thật dài cho nên đặt tên là Đại Lâm. Và lúc đó Đức Thế Tôn đang cư ngụ với 500 vị tỳ kheo chứng thánh quả A-la-hán. Trong bối cảnh ấy có một vị đại tướng tên là Sư Tử. Đại tướng Sư Tử đến chỗ của Phật, đảnh lễ Phật rồi ngồi xuống ở một bên. Và Đức Thế Tôn lúc đó hiểu ở trong lòng đại tướng muốn nói gì, nghĩ gì. Cho nên Thế Tôn liền bảo đại tướng như thế này: Này đại tướng Sư Tử, thí chủ đàn việc có năm công đức. Chúng ta hiểu thí chủ, thí tức là người cho, chủ tức là cái người chủ nhân cho một cái vật gì đó. Mà trong cái nghĩa thí thì chúng ta tùy vào vị trí hoàn cảnh mà chúng ta đặt tên cho nó. Chẳng hạn như cho một người đã mất thì chúng ta dùng chữ gì? Chúng ta dùng chữ là phúng điếu. Còn một người kính trọng thì chúng ta là biếu, hay là đi điếu, hoặc là gì, hoặc là tặng, hoặc là cho. Tất cả đều mang một cái nghĩa là xả thí ra. Vậy thì thưa vị, ở đây á, chúng ta thấy rằng đại tướng đến chỗ Phật đánh lễ và Phật nói rằng thí chủ đàn việc có năm công đức. Còn một chữ nữa đàn việc thầy chưa giải thích.
Đàng việt nghĩa là vượt qua. Vậy thì thí chủ đàng việt nghĩa là gì? Đó là người thực hành bố thí có thể giúp cho mình vượt qua sanh tử. Vượt qua là như vậy, tức là vượt qua sanh tử, tức là đạt được niết bàn bồ đề. Hay nói cách khác, công đức bố thí giúp cho chúng ta chứng quả thành Phật. Nói gọn là như vậy. Nhưng nó như thế nào mà tại sao có hiệu quả cao như vậy, đòi hỏi chúng ta phải thấu hiểu ngay từ bây giờ. Thế Tôn nói như thế này: ở đây năm công đức, công đức đầu tiên thầy gọi là gì? Là tiếng lành đồn xa. Câu kinh Thế Tôn nói thế này: ở đây danh tiếng của thí chủ được truyền xa rằng tại thôn kia có người ưa bố thí chu cấp cho những kẻ nghèo thiếu mà không hề tiếc lẫm. Này đại tướng, đó là công đức thứ nhất. Vậy thì ở đây rõ ràng công đức đầu tiên đó là tiếng lành đồn xa. Tất nhiên chúng ta làm việc bố thí không phải để nổi danh tiếng tốt, mà tiếng lành tự nó thơm, tự nó vang như vậy. Ngày xưa, thưa quý vị, lúc thầy không có một đồng nào mà vẫn phát nguyện bố thí bằng cách mượn mỏ những Phật tử quen biết. Thậm chí khi không có đủ cái số túc số 1.000 phần quà cho người nghèo khó, thì lúc đó thầy phải đi vay. Và những người thân xung quanh thầy, họ nhìn thầy làm cái việc rất là ngớ ngẩn. Đó là gì? Chưa từng thấy ai đi mượn tiền cho người khác, thậm chí còn đi vay cho người khác. Và có người biết rõ, họ nói không hiểu ông thầy Huyền Châu tu cái pháp gì. Rồi có người còn gán cho thầy một cái ý nghĩa khác, đó là thầy vì muốn nổi danh cho nên á là đi làm những cái việc điên đảo thế. Thành ra thưa quý vị, nhưng nếu như không như vậy, ở trong bối cảnh đó không có ai xả thí, không có ai giúp mình, thì làm sao mình thực hiện được công hạnh này? Và cũng không có ai tin tưởng mình, bởi vì mình còn quá trẻ bước ra hành đạo, chưa có ai tin tưởng được và khẳng định được cái việc làm cũng như ý nghĩa mình đang làm. Cho nên họ gắn cho mình rất nhiều những cái ý nghĩa khác nhau, đó cũng là điều thường tình mà thôi. Thậm chí tới khi chùa chiền xây lên, vài Phật tử lớn tuổi thân cận đứng thưa thầy, chùa mình đang nghèo, tiền không có xây dựng, tụi con góp lại mua một chút, một bao xi măng, một ít cát đã khó khăn rồi, mà thầy cứ mỗi năm cho 3.000 phần quà thế này thì không biết tiền ở đâu mà xây chùa. Thì thầy nói là nhờ cho mới xây chùa được. Họ không có hiểu, họ nói thầy nói lạ quá, cho hết tiền đâu mua xi măng sắt thép mà xây chùa. Nhưng thầy nói nếu như đạo tràng mình không có phước thì mình không thể xây được, còn nếu như đã không có phước mà ráng xây được, chúng ta cũng không ở yên trong đó được. Cho nên phải có phước báo đạo tràng mới ăn vui được, và ai làm được gì thì làm, còn không làm thì đừng cản thầy. Nhưng các cô nói rằng á là thưa thầy, con thấy cũng không có thuyết phục, con chưa hiểu ra. Thì thầy nói thôi được rồi, bây giờ nếu như cản thầy làm thì thầy sẽ có một cách sống khác. Thì các cô nói là vậy thì thầy sống làm sao? Thầy nói đơn giản thôi, tức là thầy sẽ ăn một ngày một chén cơm thôi. Tại vì sao? Bởi vì bà con ở đây đói khổ quá, thầy còn trẻ còn khỏe, ăn nhịn lại một chút để ít nhất còn dư lại vài chén cơm của thầy có thể cho người khác. Nếu như các vị không ủng hộ thì thầy cũng vẫn phải làm theo cách đó. Không thể nào một người khỏe mạnh trẻ tuổi như thầy ngồi ở trong một cái chùa được chi nắng chi mưa thế này, trong khi bà con có nhiều người rất là cơ cực ở tại địa phương, không có cơm ăn, không có áo mặc, thì làm sao mà thầy chịu nổi trong bối cảnh này. Cho nên xin các cô đừng có cản trở thầy nữa. Và từ đó về sau họ không có dám nói nữa. Đây là một vài điều mà thầy chia sẻ để chúng ta biết rằng khi mình làm việc phước bao giờ cũng có những chướng ngại. Cho nên chúng ta càng kín đáo, càng khéo léo chừng nào thì lại càng hay ho chừng đó. Và cái tốt cái lành tự nhiên nó sẽ tỏa ra. Chúng ta không cần nêu danh, không cần lên tiếng, không cần cớ công, mà nó vẫn lan tỏa mà thôi. Và quả nhiên đúng như vậy thưa quý vị. Tới sau này á, mọi người bắt đầu thấy làm như vậy, kế xa người gần, họ đồn nhau, họ biết nhau và họ ủng hộ, họ yểm trợ,
và mình làm như là một ngày đại hội bố thí. Và ai mà nghi ngờ thầy dùng tiền á, thì thầy nói được rồi, không cần đưa tiền cho thầy, cứ đối sẵn tiền lễ đứng ngang cổng đó, và thầy sắp xếp những người nhận quà đi ngang qua thì cứ đưa cho mỗi người một ít tiền theo ý mình muốn. Thấy cái người nào thương thì mình đưa, người nào không thương mình không đưa cũng được. À, thì vậy mà họ xếp hai hàng và kế thì cho được phước báo, người thì nhận cũng được lợi ích an lạc. Vậy thì ngày đó là một ngày vô giá hội, một ngày thật là vui vẻ, và chúng ta tập như vậy và làm ra như vậy. Nhưng đáng tiếc rằng á, là sau 10 năm thì hôm nay cái đạo tràng cách làm đó không còn được duy trì nổi nữa, bởi vì thầy đi lâu rồi, tự nhiên cái bóng thầy nó cũng mờ dần dần đi và không có người chăm sóc cẩn thận, thành ra nó mệt. Với lại công việc quản lý tổ chức trong đạo tràng bố thí phải hết sức là nghiêm túc và phải rõ ràng, chứ nếu như không, tự tâm mình không rõ ràng là người ta không có tin tưởng, không tin tưởng thì nó khó làm lắm. Thành ra thưa quý vị, ở đây trong chánh nghĩa lý mà Thế Tôn nói, việc bố thí đầu tiên là tiếng lành đồn xa, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là gì? Điểm thứ hai Phật nói thế này: lại nữa đại tướng, khi thí chủ đến ở trong chúng sắc đa lợi Bà La Môn Sa Môn, thì vị đó không có gì mà đáng sợ hãi, cũng không có điều gì nghi ngờ là khó khăn mà mình không thể vượt qua được. Này sư tử, đó là công đức thứ hai. Câu kinh này nghĩa là gì? Tức là khi chúng ta thành tựu công đức bố thí, cho nên ở giữa hội chúng đông đảo, chúng ta không có gì khiếp sợ. Tại sao chúng ta không khiếp sợ? Bởi vì tâm chúng ta có công đức. Tại sao tâm chúng ta có công đức? Bởi vì chúng ta xả thí và ban cho mọi người. Thành ra ai cũng là người đáng thương yêu, và tự nhiên mình ở giữa đại chúng, mình không có gì sợ hãi khiếp nhược hết. Đó là cái công đức thứ hai. Tại sao không sợ hãi khiếp nhược là một công đức? Bởi vì rõ ràng sợ hãi và khiếp nhược là yếu tố tâm lý làm cho mình bất an. Mà tâm bất an thì trí não vận động, tâm bất an trí não vận động, phước báo nó sẽ suy giảm. Còn tất cả những ai mà có phước báo thì trí tuệ họ sáng ngời trong định tĩnh, và họ không có kinh hãi tất cả mọi hoàn cảnh đem đến họ. Vậy thì rõ ràng ở đây á, là công đức thứ hai nhờ việc bố thí mà thành tựu. Công đức thứ ba đó là gì? Đó là được người khác kính trọng. Nghĩa là gì? Tức là Thế Tôn nói rằng được nhiều người yêu mến, thấy đều tôn kính sùng ngưỡng như con yêu cha mẹ, tâm không xa rời. Thí chủ được nhiều người yêu mến cũng như vậy. Rõ ràng ở trong cái việc bố thí nó như vậy đó thưa quý vị. Nhưng đi khi hành bố thí cũng không hẳn gì là ai cũng yêu mến mình hết đâu. Nhất là trong những cái vùng biên địa hạ tiện, nhất là trong những cái vùng mà họ lãnh đạo ngang chướng á, họ lãnh đạo ngang chướng phi lý phi từ ấy, thì lúc đó cái gì họ cũng khó ưa hết á, họ cũng khó ưa. Và tất nhiên là họ không có ưa, họ không yêu mến. Nhưng chúng ta kiên trì, chúng ta làm với cái tâm vô tư trong sáng một thời gian, thì ngay cả những cái người ương ngạnh, những chúng sanh can cường đó là gì? Là họ cũng kính trọng, họ cũng quý mến mình. Ban đầu thì họ hiềm khích, họ khó chịu, nhưng mà lâu thì họ cũng quý mến. Thành ra những điều này là bằng kinh nghiệm bản thân của thầy làm mà trải qua. Cho nên thưa quý vị, đúng như kinh điển nói rằng tất cả những ai làm cái việc bố thí sẽ giúp cho người, sẽ giúp cho mình thành tựu công đức, đó là gì? Được người khác thương yêu kính trọng. Đúng vậy không? Chúng ta chiêm nghiệm từng câu từng chữ để biết rằng việc làm của mình nó tạo ra lợi ích tới đâu, phước báo tới đâu. Và tâm chúng ta hiểu rõ như vậy, một việc làm tuy nhỏ nhưng chúng ta sẽ có được cái phước báo và kết quả lớn lao. Thứ tư là gì? Phật nói rằng: lại nữa sư tử, thí chủ đàn việc khi bố thí phát tâm hoan hỷ. Đây là một điều quan trọng mà chúng ta nên nhớ, là hoan hỷ thì bố thí, mà nó lầu nhầu thì thôi nha. Chứ mà bố thí mà lầu nhầu ở trong bụng á, thì không có nên chút nào. Cho nên khi tâm chúng ta hoan hỷ bố thí, bởi vì yếu tố hoan hỷ là yếu tố quan trọng nhất, nó quyết định dẫn tới đạo Bồ Đề. Đó là gì? Đó là do có hoan hỷ mà tâm chúng ta hân hoan. Rồi nhờ cái tâm hân hoan đó mà ý tánh kiên cố. Khi mà chúng ta phiền não lên thì ý tánh của mình nó đảo điên, nó bấn loạn. Còn chúng ta hoan hỷ
thì cái nhìn của chúng ta trong sáng, mọi việc chúng ta nhẹ nhàng và tâm của mình nó kiên định. Đây là cái yếu tố quyết định thành tựu thánh đạo đây. Và ý tánh kiên cố, và khi ý tánh kiên cố cho nên người ấy tự thân giác biết, tức là tự thân biết rõ là có lạc có khổ. Tức là chúng ta bình thản, tâm mình hoan hỷ thì mình biết rõ đây là một việc khổ và kia là việc vui, biết rõ có lạc có khổ, không có nhầm lẫn. Và do đó mà trong tâm làm việc bố thí không có hối tiếc. Nhờ cái sự không hối tiếc và biết rõ chân lý như vậy, cho nên Thế Tôn nói rằng người ấy tự biết một cách như thật chân lý là như vậy. Rồi trên cơ sở đó, từ cái biết khổ biết vui, biết rõ cho nên người đó có khởi có thể biết rằng đâu là nguyên nhân dẫn tới đau khổ, đâu là nguyên nhân dẫn tới đau khổ. Thưa quý vị, lúc đó thầy phép sinh cỡ các vị nghe bằng một kinh nghiệm. Đầu tiên mình phép sinh nên mình không có biết, mình nghĩ rằng á là đem thả cá ở giữa dòng á nó sẽ bơi lội sung sướng lắm, nó sẽ thích lắm, bởi vì nó bị nhốt ở trong một cái chỗ ít nước và có thể bị chết, thiếu dưỡng khí, tháng khí cho nên nó chết. Nhưng mà khi thả xuống giữa dòng, thưa quý vị, có một số con khỏe thì nó bơi đi, nó lặn xuống, nhưng có một số con nó bơi không nổi. Tại vì sao? Bây giờ nó quá mệt. Và ở dòng nước trôi mạnh kia thì cái áp lực khí nó rất mạnh, thành ra nó thở không nổi luôn. Cho nên nó cố bơi vào ở trong chỗ nào mà nước ít chảy và ở trong cái vùng mà nước cạn. Thì thưa quý vị á, lúc đó thầy mới thấy mình hiểu rồi, mình hiểu tại sao nó như vậy. Và rõ ràng mình chưa hiểu hết cái đời sống của con cá khi mình đem phóng sinh. Thành ra sau này á, khi làm việc phóng sinh thì thầy tìm một cái chỗ nước mà không có cháy, rồi từ từ mình thả xuống. Thả xuống thì lúc đó cá nó bơi từ từ vô ở trong chỗ cái bờ ấy. Thì lúc đó mấy người họ chuẩn bị hợp bác, họ đứng đó, cái họ thấy thầy đứng ở, thầy không chịu về, thầy cứ đứng im đó, thầy đứng tới khi nào con cá nó khỏe rồi nó bơi nó núp chỗ nào được á thì thầy mới đi. Thì họ chửi thầy, họ nói thả đồ đi về chứ đứng gì vậy, đứng gì kỳ vậy, đi về đi. Họ nói không thầy bà gì hết á, họ nói trong đi về đi, đứng gì vậy. Thì lúc đó thầy cũng không giả lơ, thầy không nói gì, mà thầy nhìn cái gương mặt của họ rất là hung hãn và họ rất giận dữ, họ muốn mà đi. Thì lúc đó thầy nghĩ trong bụng, ồ thì ra cái nghiệp sát, nhưng mà do ở kiếp con người cho nên cái tâm tàm tâm quý nó vẫn còn, thành ra họ vẫn còn một chút cái thở diện, thành ra họ muốn đuổi mình đi để cho họ làm cái việc ác của họ, do tàm quý nó chặn họ. Rồi thầy không chịu. Nhưng lần sau thì thưa quý vị là cái tâm tàm quý một lần thôi, nhưng lần sau nó không kiêng rứt nữa, tức là kỳ sau họ không thèm kiêng rứt nữa. Thành ra là cá bơi vô, họ chuẩn bị cây, họ đập răm răm răm, cá chết, tránh bụng lên, họ vớt lên. Thì thầy mới nghĩ, thì ra cái người như vậy, cái tâm sát như vậy, chỉ vì một miếng ăn, một chúng sinh khác đi tìm một cái hơi thở để có một sự sống cuối cùng, và vì cái tâm sát đã khởi lên thì chỉ vì một cái thú vui ăn ngang miệng, thì những chúng sanh này làm sao mà không nợ mạng sống của nó, làm sao mà không bệnh tật được. Như vậy rõ ràng ở trên cơ sở đó chúng ta hiểu cái nguyên nhân của bệnh tật, cái nguyên nhân của khổ đó là do những cái nghiệp đầu tiên, đó là sát, hay phải không? Như vậy thì ở đây không có ai dạy mình, tự mình có thể hiểu ra được đạo lý này. Mình nhìn thấy như vậy bằng cái trí tuệ bình thường của mình cũng nhận ra được, chứ không cần Phật dạy nữa. Như vậy thì rõ ràng ở đây á, mình hiểu được cái khổ và tại sao nó khổ, bởi vì mình thích thú cái gì, thích thú cái bữa ăn đó mà sát hại. Thì rõ ràng người này bị cái bữa ăn nó làm cho tâm họ đắm nhiễm, hay là tâm của họ ái nhiễm ở trong cái món ăn đó, thành ra họ mới tạo nghiệp. Như vậy thì rõ ràng ái là một cái yếu tố tích lũy, là một cái dòng nước nhấn chìm tâm, cho nên khiến cho mình đi vào khổ. Vậy thì đoạn trừ ái sẽ có an vui, và
đoạn trừ bằng cách nào? Có chánh kiến về ăn uống, có chánh kiến về nuôi sống mạng của mình. Như vậy rõ ràng, việc bố thí nó có thể liên tưởng và gieo cái mầm cho chúng ta thành tựu tứ thánh đế. Đúng vậy chưa? Và một khi xu hướng về tứ thánh đế, tức là xu hướng về Niết Bàn. Và Niết Bàn đó là kết quả cuối cùng của một người tu tập. Cho nên mới gọi rằng bố thí có năng lực đàn việt, tức là vượt qua sanh tử. Nếu mình chưa hả? Hay liên tưởng như vậy, hiểu sâu từng cái vi tế. Và việc của chúng ta làm bố thí bây giờ không đơn thuần là đem phóng sinh một con cá hay cho ai một cái gì, mà chúng ta hiểu sâu xa ở trong cõi lòng của mình. Và Thế Tôn nói như thế này: thí hội đủ các phước lại đạt đệ nhất nghĩa. Ai hay nhớ bố thí liền phát tâm hoan hỷ. Thế Tôn nói một bài kệ như vậy, với một câu chuyện như vậy, với cái nghĩa lý như vậy, Ngài khẳng định bằng một bài kệ. Đó là gì? Đó là thí hội đủ các phước và có thể đạt được đệ nhất nghĩa, tức là đệ nhất nghĩa đế, tức là gì? Là chân lý giải thoát. Và bên cạnh đó, Thế Tôn nói một cái điều quan trọng cuối cùng, đó là công đức thứ năm. Lại nữa, gia chủ thí chủ đàn việc khi bố thí thân hoại mạng chung, sanh lên trời tam thập tam, tức là cõi trời thứ 33, ở đó có năm sự kiện hơn hẳn chư thiên khác. Đó là cái phước thứ năm. Phước số 1 là gì? Tiếng lành đồn xa. Phước thứ hai là gì? Là ở trong tâm không có gì, không có sợ hãi, không kính sợ. Thứ ba là gì? Thứ ba là được người đời kính trọng. Thứ tư là gì? Là được chứng quả Niết Bàn. Và thứ năm là gì? Là được sanh thiên. Và sanh thiên nó được cái gì mà Thế Tôn nói rằng người bố thí hơn những thiên chúng khác? Thế Tôn nói rằng thứ nhất, dung mạo hào quý oai thần sáng rỡ. Người thành tựu bố thí sinh lên cõi trời làm chư thiên, thì mình làm chư thiên mình cũng đẹp hơn chư thiên khác. Đó là dung mạo hào quý oai thần sáng rỡ. Phước thứ hai của một việc người bố thí lên chư thiên như thế này: tự tại với những ước muốn không điều gì mà không thỏa mãn. Tức là được sinh cõi trời tam thập tam, mà ở đó người này có thể tự tại thỏa mãn tất cả mọi ước muốn của mình. Nếu như mà mình muốn gì được đó, muốn gì được đó, muốn gì được đó, thì mình có khổ hay không? Không khổ, phải không? Nếu như trên thế gian này ai mà cho thầy cái quyền in tiền đó, thì thầy làm chủ cái quả địa cầu này, có phải vậy không? Thầy cứ in thoải mái, ai cần nhiều in cho thoải mái. Như vậy thì mình nắm được cái quyền in tiền là mình làm chủ rồi. Cho nên ở đây nói rằng ở đây là gì? Là cái phước của chư thiên ở cõi trời. Cho nên vừa tới chư thiên rồi, chứ mà không phải chư thiên nào cũng muốn gì được đó đâu. Nhưng chư thiên mà tạo công đức bố thí thì muốn gì được đó, thành ra họ được an lạc hơn. Thứ ba là gì? Nếu đàn việc thí chủ ở trong loài người thường gặp gia đình phú quý, tức là nhờ công đức bố thí mà cái phước báo lớn lao, và cái phước báo lớn lao đó không thể nào mình tái sinh ở trong một cái gia đình nghèo khó. Mỗi người con ở trong gia đình báo hiệu một giai đoạn phước báo của cha mẹ và người con ấy. Chẳng hạn như cha mẹ sinh ra đứa con thứ nhất, lúc đó gia cảnh như thế nào, và đứa con đó là đứa con có phước báo như thế nào, nó cũng có thể báo hiệu được. Có khi cha mẹ sinh ra đứa con giai đoạn đó, đứa con đó là đứa con có phước và cha mẹ cũng có phước, cho nên sinh ra trong gia cảnh giàu sang. Nhưng có khi sinh ra một người con mà tự nhiên cha mẹ khổ, và tỉ mỉ hơn nữa, có thể thấy rằng người mẹ mang thai mà thấy cái quá trình mang thai người con á, cũng có thể cảm nhận được đứa con này là con phước hay là đứa con còn thiếu phước. Đứa con thiếu phước nó làm cho cha mẹ khổ lắm. Mới cái đầu thai là đã khổ rồi, mẹ sinh nhiều bệnh tật, hoàn cảnh tai ương nặng ách, có rất nhiều thứ như vậy xảy ra. Nói thế không có nghĩa rằng là suốt đời cha mẹ như vậy và người con như vậy, thành ra cái phước báo nó có lúc này lúc khác. Nhưng mà rõ ràng là người con có phước sẽ sinh vào ở trong một gia đình phước,
Chúng ta làm phước, chúng ta không thể nào sinh vô ở trong một cái gia đình cha mẹ mà khó khăn được. Còn nếu như có một cái tà nghiệp nào đó đọa vào ở trong gia cảnh khó khăn, nhưng người con này ra đời, họ cũng là con phước. Khi họ trưởng thành lên, họ vẫn là họ. Trong nhà có 5-6 anh em, nhưng mà có một người con là giàu sang phú quý. Còn bao nhiêu những người khác không thể nào làm ăn ra tiền được, cho bao nhiêu tiền cũng hết, cứ làm trước hư sau. Cho nên rõ ràng đầu thai ở trong một gia đình cha mẹ khó khăn, nhưng mà cái phước riêng của người đó thì người đó vẫn giữ mà thôi. Nhưng Thế Tôn nói rằng á, người làm việc bố thí không sinh thiên được, nếu như tái sanh làm người thì cũng sinh vào ở trong gia đình cha mẹ giàu sang. Mình đến Mỹ đây, hai bàn tay trắng, tạo dựng công ăn việc làm đã khó, có được căn nhà ở càng khó khăn hơn, và duy trì một đời sống bình an thật là vất vả. Chưa nói là phải tập thích ứng với một cái đời sống văn hóa mới khác với văn hóa truyền thống của mình. Cảm thọ của mình nó khác, sinh hoạt mình nó khác, niềm vui nỗi buồn mình nó khác. Và chúng ta bao nhiêu đó là chúng ta phải khắc phục rất nhiều những cái chướng ngại. Còn một cái cậu bé người Mỹ sinh ra tự nhiên con cái ông tỷ phú, bao nhiêu đó thôi là mình tới 10 kiếp nữa không bằng, phải không? Thành ra bao nhiêu đó thôi, rõ ràng cái đứa bé đó nó là gì? Nó đã có phước báo bố thí rồi. Thành ra nó mới đầu thai vào ở trong cha mẹ nó như vậy, rồi đến nó ra đời nó được hưởng một cái phương tiện như vậy. Nhưng mà nói vậy thôi, với cõi này thì khổ ít, nhà khổ nhiều vui ít, không có gì là sung sướng đâu. Nhân gọi là ta bà mà kham nhẫn khổ. Thế Tôn nói như thế này. Cái điều tiếp theo là gì? Điều thứ tư là gì? Là có nhiều của cải. Tức là nhờ công đức bố thí mà đời sau ra đời có nhiều của cải. Của cải có người có phước báo giữ được, có người không có phước báo giữ không được ha. Giữ không được đó. Đem cho người ta nhiều giữ không được. Người ta không có phước là giữ không được. Ở quê lúc thầy ở Việt Nam có một cái cô Phật tử, cô đi học biết cộng trừ nhân chia, và cái chữ cô đọc rất là khó. Ở trong nhà sinh ra một đàn con, chồng thì làm ăn cũng dối dàng và giàu có, ai cũng cứ nghĩ rằng là nhờ người chồng giàu có đó và những người cho nên là gia đình mới giàu có. Nhưng mà sau khi người chồng hướng cái phước không có bao lâu thì sinh bệnh chết. Những người con ý lại, những con ý lại gia đình mình khá giả, cho nên mới tạo nghiệp gạt người này gắn người kia, khiến cho người này khổ đau, người kia bất hạnh. Và sau đó thầy nhìn thấy cả một cái nhóm mấy người con trai đều rơi vào cái chỗ khốn khổ, nhưng mà còn riêng một mình cô, vậy mà cô vẫn giữ được một cái tiệm vàng. Cô có mấy người con gái học hành rất là giỏi, và một người ở Mỹ cũng cùng quê thấy thế biết thế rồi mới về lấy đem sang Mỹ. Rồi một cái cô nữa thì ở Singapore, mà một cô ở Singapore thì giàu hơn ở Mỹ, cái cô của Úc thì giàu hơn. Và thấy rõ ràng là cứ nghĩ rằng nam nhân đừng sững mạnh mẽ kia là hay ho phước báo, nhưng mà không, cô này là cô có phước báo, cho nên là cô giữ được gia sản, cô làm việc một cách bình thường như vậy đó. Và cô làm việc rất là khôn ngoan, rất là khéo léo. Cô không có bố thí nhiều, nhưng mà cô thường bố thí, thường xuyên bố thí, và cô giữ cái tâm bố thí cô liên tục. Hồi lúc đó ở Việt Nam thì thầy có để ý một số Phật tử họ cái tâm nghiệp họ như thế nào, và thầy hiểu ra thì ra là người như vậy, họ sống như vậy, họ không biết tu tập gì nhiều, không hiểu giáo lý nhiều, nhưng mà trong quán tính tự nhiên của họ, họ tạo duyên như vậy, thành ra cái phước báo của họ, họ giữ được gia sản là phải rồi. Có khi á, một người cha mẹ giàu sang phú quý giao lại gia sản cho con, nhưng mà con không có giữ được, người con đó tự nhiên nó tan gia bại sản. Là vì sao? Bởi vì người cha không có, cái người con không có phước, không có phước. Thầy nói là thầy nói không phải thầy nói trễ mẻ, mà cái chuyện đâu thầy nhớ đâu nói đó, là thầy muốn chứng minh rằng là cái phước của người đó sẽ giữ được cái gia tộc gia sản đó. Hồi xưa thầy nhớ như ông nội thầy chứ không ai xa lạ, ông có phước báo cũng phải nói là dễ sợ.
Và tới khi mà ông già đó, ông làm một cái niềm vui, tức là ông làm cái nghề đan lát. Ông vuốt những cái thanh tre rất là nhỏ, rất là láng, đều đặn lắm. Rồi ông đan những cái nia, cái thúng, rồi cái sàn gạo, rồi cái gì ông làm cũng đẹp hết. Và các cái loại nan này, nan kia ông đan rất là đẹp. Và ông cứ đan á, là đứa nhỏ nào á mà nói ông hai cho con, đứa nào nó rước là ông đưa đứa đó. Thành ra ông mấy đứa nhỏ cứ nó ông nó canh chừng ông đang gần xem, cứ nó bu lại, nó bu lại á, là nó nói tao rước tao rước. Vậy là ông đang xem là nó nói ông hai cho con, là đứa nào nó rước là ông đưa đó. Và cái món nào cũng đẹp, món nào cũng hay như vậy. Hồi ông có cái suy nghĩ bình thường thôi, là hồi đó ở trong gia tộc lớn mà thành có nhiều dòng tộc mà chọn một cái đứa cháu đích tôn á, thì ông là người chọn lựa. Thì thưa vị thầy, có một cái duyên thế này, hồi nhỏ sinh ra thì thầy có sẵn được 100 lượng vàng, 100 lượng vàng mà thầy không có biết vàng là làm gì, thành ra thầy lấy thầy xách cái hồ nuôi cá. Thì lúc đó trong gia đình nó mới cử mấy người thanh niên là giữ cái hồ cá sợ người ta lấy. Thầy không biết rằng là vàng đó làm gì, mà chỉ biết rằng sắp xếp như những cái ô như hàng gạch cho nó. Thì một lượng nó là 4 chỉ, với một cái miếng kẹp lại thì thầy được 100 lượng vậy đó. Thì sắp lên hồ cá thì con cá nó bơi, cá màu sắc á, nó bơi tới bơi lui, rồi cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vô lung linh đẹp lắm. Thầy nhìn thấy đẹp lắm, thầy nhìn thấy hay quá mà rất là sinh động. Và thầy nhìn lên mấy cái người đứng nhìn á, thì thầy thấy họ không nhìn con cá mà họ nhìn cái miếng vàng thôi. Cái lúc đó thầy mới nói ủa, tự nhiên có thầy ngồi mình hơi buồn buồn, là cái cảm giác mình mất hứng thú á, mình nghĩ rằng nó đẹp như thế này mà tại sao người ta không nhìn. Thì lúc đó thầy mới nói anh thích cái miếng này hả? Thì anh nói cái anh nói vậy em cho anh miếng này. Cái anh nói không được, không ai la đó. Cái thầy nói thì em không có nói mà của em mà, em muốn cho anh cứ lấy chứ, mà em không nói thì ai biết đâu mà la, và hơn nữa em có quyền mà của em mà, thì anh muốn lấy anh cứ lấy đi. Nghĩa là hôm sau thầy thấy 7-8 người thay phiên nhau canh cái hồ cá, tức là cái người đông hơn canh hồ cá. Thì cứ mỗi bữa như vậy họ canh xong thì mất miếng này đó. Thì xem là thầy ngồi thầy nói thầy, lúc đó ông nội thầy ở xa, ông mới chắp tay sau 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 mông này, ông đứng nhìn nhìn cái đời, ông mới nói, ông mới lên ông nói mấy người đó, ông nói cái thằng này nó để ý tới cái sự sống mà nó không bận lòng tới cái miếng vàng. Ở trong con người nó như vậy, trong suy nghĩ nó như vậy, ở trong gia đình đó, mà nếu như mà nó coi ngó gia đình đó, gia đình nó hạnh phúc, bởi vì nó để ý tới cái đời sống của người này người kia mà nó không bận lòng tới cái vật chất. Trong nho giáo có câu vật khinh tình trọng là ơn nghĩa này. Ông nói à, tại ông nhà nho ông nghĩ như vậy thôi, ông không có Phật tử. Thì thưa quý vị á, trong trong cái việc mà kế thừa gia sản phước báo, nó cũng có cái phước của nó. Và sau này thầy thưa quý vị, là tới khi ông nội thầy mất đi thì ông mất hay lắm, ông mất ông nằm im rồi. Ông nằm im vậy, cái thầy không biết là ông người sống hay chết. Cái thầy mới nhớ trong phim Alibaba và 40 tên tướng cướp, ở phim Liên Xô chiếu á, họ là bao cấp mà. Thì bắt đầu thầy mới lấy cái nó giết người xong nó lấy cái bông đỡ là mũi, thưa còn thở hay không. Thì thầy mới lấy cái bông đỡ là mũi, sao đến lâu thấy ông không có thở. Thì lúc đó thầy mới chạy xuống nhà dưới, thầy nói ông nội chết rồi. Thì mẹ thầy lên kiểm tra thấy là tim ngừng đập và cái mũi không còn thở. Thế là gọi các chú mọi người về. Thì lúc đó ông nằm im đó, ông mới mắt ra ông nhìn, ông hỏi cho tụi bây làm gì. Thì mọi người coi, nhất là chú Sáu á, chú Sáu nói cậu chết rồi mà, nhưng mà mày nói tầm bậy nữa, tao chết sao tao hỏi mày. Thế là ông ngồi về cái đó, ông tính hay lắm, ông tính. Ông nói ngày mai 12 giờ trưa ngày mai chết. Rồi ngồi tin tin nơi thằng bảy, nói ông ba thầy á, thằng bảy nó sẽ làm ăn thất bại tới 9 năm.
Ông gọi các chú lại, ông nói nhớ hỗ trợ cho nó. Cái kiểu của Nho giáo, cái kiểu người xưa, cái kiểu thế gian Pháp nó là như vậy. Nhưng thưa quý vị, khi mình nhìn với một cái phương diện của Phật học, thì mình thấy rằng ông cụ có phước, cho nên nó giúp cho ông cái trí tỉnh táo, không sợ hãi. Thành ra đứng trước cái chết, ông cũng thản nhiên. Và do vậy mà ông biết được là 12 giờ trưa ông chết. Rồi ông cũng biết được là chuyện gì xảy ra sau đó. Ba thầy là con, ông sinh ra, nhưng mà cái phước nó không có bằng. Cho nên khi ông mất, ông đi, ông mang cái phước ông theo. Thành ra người con ở lại cớ thừa không nổi. Cho nên thưa quý vị, nói điều này một câu chuyện không phải là quan trọng. Nhưng quan trọng là gì? Chúng ta rút ra cái chân lý. Nếu chúng ta không có phước, chúng ta không thể nào cớ thừa được gia sản. Đúng vậy không? Đó là một cái chân lý hẳn hoi mà chúng ta quán chiếu nhìn thấy. Thì ở đó Thế Tôn nói rằng là nếu như người nào sinh lên cõi trời mà không sinh cõi trời được, sinh lại cõi người thì cũng được nhiều của cải gia sản và có phước, thì lời nói được mỗi người nghe theo, làm theo. Đây là gì? Đây là cái phước thứ năm của một cái người sau khi sinh thiên và trở lại kiếp người. Như vậy chúng ta tóm tắt lại có năm cái phước của một người bố thí. Thứ nhất là gì? Tiếng lành đồn xa. Thứ hai là gì? Là tâm không có lo sợ. Và thứ ba là được người đời kính trọng. Thứ tư là chứng quả bồ đề. Thứ năm là được sinh thiên. Được sinh thiên. Và nếu như được sinh thì làm thiên chúng có nhiều oai đức hơn thiên chúng khác. Và chư thiên là chư thiên muốn gì được đó. Hết phước chư thiên có rớt lại thế gian này làm người, thì người đó cũng sinh vào trong nhà hào quý và được nhiều. Thứ tư là được nhiều của cải, và thứ năm là lời nói được người ta nghe theo làm theo. Như vậy công đức bố thí lớn lao tới mức đó. Và thầy cũng kể một cái câu chuyện cá nhân để cho các vị nghe quán chiếu. Và thầy cũng có ý là gợi cho các vị một cái suy nghĩ, hãy quán chiếu ở trong gia đình của mình, ở trong dòng tộc của mình, để chúng ta biết người nào có phước, người nào không có phước, và vì sao nó như vậy như vậy. Để chúng ta không có gì là thắc mắc hay là không là ngạc nhiên khi có một cái chuyện đó nó xảy ra. Vậy thì thưa quý vị, khi nghe Phật nói như vậy, Đại Tướng Sư Tử hiểu rõ. Các vị có giống Đại Tướng Sư Tử không? Hả? Giống hả? Giống Đại Tướng Sư Tử không? Hiểu rõ không? Hiểu rõ chưa? Hiểu rõ là mừng lắm nghe. Hiểu rõ như Đại Tướng Sư Tử, chứ đừng có như Sư Tử Hà Đông. Tức là hiểu rõ như Đại Tướng Sư Tử. Tại vì ông có lẽ rằng là có cái oai đức dũng mãnh, sức lực dũng mãnh, trí tuệ dũng mãnh. Thành ra ông có tên là Đại Tướng Sư Tử. Đó là cái mỹ hiệu mà trong hàng quân đội tặng cho ông. Thì ở đây ông hoan hỷ, mừng quá, hiểu rõ và biết được cái lợi ích lớn lao của nó như vậy. Cho nên ông mới đứng lên bạch Đức Thế Tôn rằng: cúi xin Thế Tôn cùng chúng tăng tỳ kheo nhận lời thỉnh của con. Và ông nói như vậy xong, Phật im lặng hứa khả. Ông lập tức trở về gia đình, cho người sửa soạn các cái món thực phẩm, trải chỗ ngồi thật là tốt đẹp. Rồi sau đó ông đến chỗ của Phật và ông nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Đại Thánh rủ lòng thương hạ cố, giờ đã đến thời thọ trai. Và sau đó Đức Thế Tôn cùng với đại chúng cầm y bát đi vào ở tại nhà của đại tướng. Mỗi người ngồi theo thứ lớp xong rồi thì đại tướng tự tay của mình, những đồ đã chuẩn bị sẵn, tự tay của đại tướng đem dâng cúng lễ bái từng vị tỳ kheo, thức ăn đầy đủ. Lúc bây giờ có một cái chuyện thật là vui xảy ra. Tức là khi đại tướng làm như vậy, cái ảnh hưởng vang động cả ba cõi. Việc làm phước của chúng ta đừng nghĩ rằng là không ai biết nha. Mình không biết nhưng mà chư thiên họ biết. Cho nên ông đại tướng sư tử này cúng dường và gặp mấy ông chư thiên. Mấy ông chư thiên này là mấy ông chư thiên nhiều chuyện. Cho nên ông nói thế này: khi mà đại tướng dâng tới ông La Hán này dâng tới cúng người này, thì đại tướng không biết gì hết. Đem dâng tới thì ông chư thiên nói ngang miệng, ông bàn bàn nói ngang lỗ tai, nói
đây là a la hán rồi cúng cho ông kia, thì cái là chư thiên nói đây là a la hán hướng, tức là chuẩn bị chứng a la hán thôi. À, hai mấy người này là cúng là phước báo nhiều này nghe. À, rồi đem cúng cho ông a la hán hướng, ồ phước ít hơn cúng cho ông a la hán. À, đem tới qua ông khác thì nói chư thiên nói đây là ông a la hàm thôi, a la hàm tới ông gì, ông a la hàm hướng. Rồi á tiếp tục là gì, là ông Tư Đà Hàm, ông này là Tư Đà Hàm hướng. À, vị này nhá, vị này là Tu Đà Hoàng, vị này là Tu Đà Hoàng hướng. À, cúng cho vị này còn tái sanh tới 7 đời nữa. À, cúng cho vị này còn một đời tái sanh nữa. Rồi cứ cúng cho vị này á, ô người này á thực ra là gì, tức là tùy tiến hành, tức là người này mới đi tu thôi, chẳng biết gì hết, thấy người ta làm cũng làm theo mà chẳng hiểu gì. À, cúng cho ông kia thì ông kia, ồ cái ông này á là cái ông là cũng có chút hiểu biết, cũng nhờ tới Bồ Đề Phật Quốc hợp pháp rồi, chẳng hạn như vậy, là tức là ông hàng núi vậy đó. Rồi gì nữa, rồi cái người này á cúng cho người này, ồ người này là U Minh giáo chủ, người này là ngu triền thượng phẩm, là đổ căn. À, cho nên không có chút phước báo nào đâu, tức là bàn á nhiều chuyện mà mấy ông chư thiên nhiều chuyện. Rồi á bắt đầu á là cúng cho những người này là phước đức thật là thấp kém, hay là cúng cho người kia, ồ người kia tinh tấn truyền năng trì giới, ồ cúng cho ông này, ồ ông này phạm giới, ông này không được. Hay là cúng cho ông kia, ông kia phước báo nhiều, ông này phước báo ít, cứ nói liên nói trong lỗ tai của ông đại đức sư tử này. Thì thưa vị là khi mà ông dân từng người thì ông đều nghe chư thiên họ xôn xao họ bàn như vậy, tại sao ông nghe được hả, là mình nghe không được, tại vì á tâm ông trong sáng, lòng ông kiên cố, kiên cố là định và sáng, cho nên trí nó mới nghe được. À, cho nên chúng ta thấy ở Bồ Đề Phật Quốc mà chúng ta không trừ bỏ cái bệnh nhiều chuyện ấy, mà xin chư thiên cũng thành nhiều chuyện luôn, nhiều chuyện nhớ sợ thiệt lên đó trên trời mà cũng nhiều chuyện. Cho nên chúng ta bỏ bớt rồi nghe. Thành ra lúc đó đại tướng sư tử sau khi dân cúng xong rồi thì ngài mới bạch Đức Thế Tôn là vừa rồi con tác pháp cúng dường, con nghe chư thiên nói như vậy cớ lại hết đầu đuôi, nhưng mà ở trong tâm con á, con nghe rõ như vậy nhưng mà con không có bận tâm, con không quan tâm gì hết, con cứ cúng bình thường. Bởi vì sao bạch Đức Thế Tôn rằng đó là con nghe Thế Tôn nói rằng á là bố thí cho hết thảy các loài hữu tình, bởi vì nếu như các loài hữu tình không có ăn là sẽ bị chết, mà chỉ có ăn mới được tồn tại. À, cho nên khi chúng ta bố thí, chúng ta cứ nghĩ rằng cúng dường cho một vị tăng để cho vị tăng này ăn tồn tại, chỉ ngừng ở đó thôi, không cần suy nghĩ gì thêm, ngừng ở đó là được rồi. Và tâm ai cũng vậy, ai cũng vậy. Như vậy thì tâm chúng ta là gì? Tâm bình đẳng cúng dường. Giữ cái tâm bình đẳng cúng dường là điều khó mà quan trọng. Còn nghe người ta thị phi nữa, ông này ông kia, Phật tử không có nghe được đạo lý này, không học được đạo lý này. Cho nên tại sao mà có nhiều trường hợp là cúng cho hòa thượng nhiều hơn là cúng cho chú tiểu? Tại vì họ nghĩ hòa thượng tu lâu năm mà có phước. Nhưng ta nói xin lỗi các vị, với hòa thượng rèn còn mấy cái anh gì nói, già rồi em không nói, mà hồi đó thầy em cũng hơi nhiều 15 chén cơm, mà cho đồ em có chút xíu em rồi đứng lên mà cái bụng mình nó còn quấn trắng đùng đùng vậy đấy, nó trong lỏng trong đó rờ rờ, nó không có đồ hết rồi, thành nó thảm như vậy. Rồi một ông hòa thượng, các ngài lớn sống cái đời sống viễn ly, các ngài đâu có xài tiền gì đâu, nếu có tiền thì các ngài cũng xài trong xây chùa thôi, mà có nhiều vị là chăm lo cho học trò đệ tử đi học thôi, nhưng còn mình ấy, thì cần một chút tịnh tài để đi học, chi phí nhìn lại cái chính đáng để mình phát triển cái tội giác để mình lo cho đạo trong tương lai, nhưng lại không được. Tại vì sao? Bây giờ chú tiêu không có phước bằng cúng cho ông hòa thượng. À, rồi tới ông thượng tá. À, họ đó thượng tá thầy thì nay xuống rồi, mất chức thượng tá rồi, tại vì họ đó còn vài ký nữa là lên thượng tá rồi. Thì, nói đùa cho vui thưa vị, chúng ta cúng dường trong sự phân biệt, trong trạng thái phân biệt, rồi nó dẫn tới những cái
cái phi pháp khác nữa. Đó là người ta bỏ tiền ra để người ta lo lốt cho chính quyền, nhất là ở Việt Nam. Lo lốt cho chính quyền, đôi chi? Để mình được tấn phong hòa thượng. Tại vì mình được hòa thượng, mình ngồi ở trên và mình đi thọ trai tiền nhiều hơn. Thì mình thọ trai năm trời thì bù lại tiền mình hối lộ. Cho nên Phật tử mình làm hư chư tăng cũng có. Đúng vậy không? Cho nên thưa vị, khi chúng ta hiểu pháp, chúng ta cứ bình đẳng cúng dường. Còn tất nhiên ở trong một đạo tràng có người lo đạo tràng nhiều hơn, có người lo cho đạo tràng ít hơn. Chúng ta muốn tạ ơn riêng với họ, chúng ta tạ trong lúc khác. Đúng chưa? Được không ạ? Mình làm được điều này chứ. Hay là mình muốn kính trọng vị đó, mình tới chùa đó mình cúng riêng cho họ. Còn ngay khi thực hiện cái pháp cúng dường bình đẳng, chúng ta nên cúng dường bình đẳng, mà trong tâm cứ nghĩ rằng ăn uống nuôi dưỡng để cho tất cả chúng hữu tình, chứ không riêng gì là ai, chúng hữu tình được cái phước thanh tịnh, và chỉ có ăn mới sống, không ăn sẽ chết. Nghĩ như vậy để cho tâm nó bình đẳng. Thơ Tùng nói như thế này: lúc bây giờ thưa vị, xin lỗi là ngài sư tử hóng mới nói thế này nè, đại tướng sư tử nói thế này là tự thân con nghe Như Lai nói bài kệ này hằng ghi nhớ ở trong lòng, cho nên con mới nghĩ rằng là bố thí bình đẳng khắp, không hề có trái nghịch, tất sẽ gặp hiền thánh, nhờ đây mà được độ. Đó là chân lý mà chúng ta nên rút ra. Và lúc bây giờ ngài nói bạch Đức Thế Tôn bài kệ đó như vậy, mà chính tay con được nghe Như Lai nói, cho nên con hằng ghi nhớ mà làm theo. Phật mới dạy đại tướng: lành thay đại tướng, đó là huệ thí với tâm bình đẳng của Bồ Tát. Đạo Bồ Tát đã được Đức Như Lai nhắc ở trong Kinh Tạng Nguyên Thí. Không đối câu này cứ nghĩ rằng đạo Bồ Tát là do Đại Thừa dựng lên. Điểm này phải nhắc lại đó, để nội dung là được phát nhiều ở trên các cái băng tầng truyền hình, truyền thông, để cho đại chúng chúng ta xóa bỏ cái hiểu biết lệch lạc này. Phật nói rất rõ ràng: huệ thí với tâm bình đẳng của Bồ Tát. Và chúng ta nghe cái chữ mới một chút, nhưng mà nên dùng thành thói quen. Nên dùng chữ là huệ thí, không dùng chữ là bố thí. Bố thí, bố tức là rộng, mà rộng khắp. Bố thí là ban bố, rộng rãi. Thí là cho, bố thí rộng rãi. Nhưng nó không biểu hiện cái tố chất trí tuệ ở trong hành động đó. Thành ra dùng chữ huệ thí tức là gì? Là bố thí có trí tuệ, bố thí có hiểu biết. Ông bà mình nói một câu rất rất là gọn là: của cho không bằng cách cho. Cách cho là gì? Là trí tuệ. Là trí tuệ đó. Và cái cách cho đó là chỉ chú trọng đến phương pháp cho, nhưng không có chú trọng tới cái sự thấu hiểu trong việc làm của mình. Thành ra nó mới đặt chữ là huệ, rất là phải có sự thấu hiểu. Và chúng ta hiểu rằng chúng ta làm như vậy, công đức nó được năm điều như vậy, và được sinh thiên, cũng có được nhiều cái phước báo của chư thiên như vậy. Thấy rõ điều này, chúng ta phát tâm thì chúng ta sẽ có được cái phước viên mãn. Bồ Tát khi bố thí không khởi lên cái niệm như thế này: ta nên cho người này, bỏ qua người này, mà hãy luôn luôn huệ thí bình đẳng với tâm niệm rằng hết thảy chúng sanh do ăn uống mà tồn tại, không ăn thì chết. Bồ Tát khi bố thí cũng tư duy hành nghiệp này. Nguyên câu này Đức Phật khẳng định chúng ta cho ai bất cứ một cái gì, hành động đó được mô tả chữ là Bồ Tát. Đó là Bồ Tát sơ phát tâm. Và Bồ Tát thượng thừa, Bồ Tát thập địa, khả năng chi phối của các vị Bồ Tát khác nhau, giá trị khác nhau, lợi ích khác nhau. Nhưng chữ Bồ Tát có nghĩa là gì? Là ban vui, là cứu khổ. Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đoá, mà tự mình giác ngộ và giác ngộ cho người khác, giúp đỡ cho người khác giác ngộ. Đây gọi là Bồ Tát. Nguyên câu kinh này khẳng định giá trị của bố thí và giữ tâm bố thí, và
nêu rõ hành động của Bồ Tát Đại Thừa rõ ràng. Phật nói bài kệ sao như sau: những ai tu hạnh này hành pháp hành thiện, xin lỗi, những ai tu hạnh này hành ác và hành thiện, người ấy tự thọ báo, hành không hề suy hao. Tức là những ai tu tập thiện lành thì cái làm ác hay là làm thiện, cái việc làm đó không bao giờ bị mất. Cho đến như Thế Tôn thọ hai cái nạn cuối cùng, đó là đau thương mã mạch, kim thương mã mạch. Có một cái thanh gươm ở trên trời bay xuống và đâm vào chân của Phật. Ngài A Nan báo với Phật bằng cách giang tay ra chặn cái thanh gươm đó, nhưng thanh gươm đó né Ngài A Nan. Và Phật nói rằng: A Nan, đây là cái nghiệp cuối cùng của ta, để cho ta trả xong. Ngài A Nan né ra, thanh gươm đâm thẳng vào đùi của Ngài. Tôn giả Mục Kiền Liên dùng đại thần lực đem thanh gươm ra, nhổ thanh gươm ra, nhưng gươm không thể nhổ được. Ngài Phật nói rằng: nghiệp của ta chỉ có ta nhổ, và tất cả chúng sinh cũng thế, gây tạo nghiệp tự mình nhổ ra, chẳng ai nhổ thay cho mình được. Thành ra làm ác hay làm thiện, nó tự đem đến cái quả báo cho mình, quả phước cho mình. Thành hôm nay các vị đến với Bồ Đề Phật Quốc với tâm hiếu thuận, với tâm hiếu đạo, tạo công đức cho bản thân, đem công đức hồi hướng cho cứu nguyên thất tổ, thì đây là một cái nghiệp cư hết sức tốt đẹp. Mình thấm nhập giáo lý một chút xíu để mở mang trí tuệ, và ngay lúc này trừ bỏ tham sân si, tai thanh tịnh nghe thánh giáo của Như Lai, lúc này chúng ta đạt được sự thù thắng của nhĩ căn. Nhĩ căn thù thắng là một chất liệu nuôi tâm của mình, mà tâm của mình được nuôi dưỡng với nhiều chất liệu thù thắng thì tâm mình ngày càng thanh tịnh. Cho nên hôm nay chúng ta đạt được rất nhiều công đức. Nếu không hiểu yếu tố này thì chúng ta cũng bỏ lãng phí đi rất nhiều. Thế Tôn nói tiếp như thế này: người kia theo hành nghiệp mà nhận quả báo ấy, làm thiện được báo thiện, làm ác chịu ác báo. Làm ác hay làm thiện tùy theo việc đã làm, cũng như năm giống thóc gieo theo giống mà kết hạt. Tức là bao nhiêu cái giống thóc gieo xuống đất thì cái giống như thế nào nó sẽ kết cái hạt y chang như vậy. Phật nói: này đại tướng sư tử, hãy bằng phương tiện này mà biết rằng thiện hay ác đều tùy theo những gì đã làm. Vì sao vậy? Từ sơ phát tâm cho đến khi thành đạo, tâm không tăng không giảm, không lựa chọn, không xét đến hạng bậc của người ấy. Cho nên sư tử, nếu khi muốn hội thí, hãy điểm bình đẳng, chớ khởi tâm thị phi. Như vậy, này sư tử, hãy học điều này. Ở đây chúng ta thấy nguyên lý của Bát Nhã: tâm bình đẳng, không tăng không giảm, không cấu không nhiễm, không ô không trược, không sinh không diệt. Cái tâm nó bình đẳng như vậy, nó không có nói rằng là người này là người giàu ta trân trọng hơn, người này là người nghèo coi như ta coi thường hơn. Ở trong tâm nó huân tập một cách rất là bình đẳng, nó như một cái kho vô tư, bỏ cái gì trước cái đó, bỏ cái gì trước cái đó. Tâm chúng ta vốn nó có năng lực tự nhiên như vậy. Vậy thì chúng ta phân biệt để làm gì? Và bên cạnh đó, chúng ta tạo cái phước lành thì nó gieo vào phước lành, tạo cái nghiệp ác nó cứ gieo vào nghiệp ác. Nó chẳng có nỡ sợ mình, nó cũng chẳng có tha thứ mình, nó chẳng bao giờ có thiên vị mình. Vì vậy cho nên chúng ta làm việc bình đẳng, tức là chúng ta đang làm cái việc tương ưng với tâm bình đẳng. Cái việc bình đẳng là cái việc gì? Là cái việc nó tương xứng với cái loại, với cái loại tâm bình đẳng. Cái chữ tương ưng đúng hơn, tương xứng tức là đối xứng, là so sánh, nhưng mà tương ưng tức là sự kết hợp. Cái ưng tức là ưng thuận. Làm việc bình đẳng nó ưng thuận với đúng nghĩa của chân lý bình đẳng và của tự tâm bình đẳng. Cho nên từ cơ sở đó nó dẫn chúng ta đi vào trong tánh bình đẳng, mà tánh bình đẳng tức là tánh niết bàn. Bây giờ Thế Tôn lại nói một bài kệ rằng: thí vui người yêu mến, được mọi người khen ngợi, đến đâu cũng không ngại, cũng không tâm ganh tị. Cho nên người trí thí dẹp bỏ các tướng ác, lâu dài đến cõi thiên được chư thiên đoán mừng. Hãy gì? Hãy bố thí với tâm bình đẳng, chớ có khởi tâm thị phi.
Đó là chúng ta biết thọ trì giáo pháp. Và Thế Tôn nói bài kệ này xong thì đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, trở về trú xứ. Và đại tướng sư tử sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kính thưa quý vị, nội dung hôm nay chúng ta học và có thể tóm tắt lại như thế này. Thứ nhất, năm công đức lớn lao của Bố Thí. Một là tiếng lành đồn xa. Hai là trong tâm không có lo sợ gì cả. Thứ ba là được người đời kính trọng. Thứ tư là chứng quả niết bàn. Thứ năm là được sanh thiên. Và nếu được sanh thiên, trở thành một vị thiên thù thánh với nhiều phước lạc hơn chư thiên khác. Hết phước chư thiên trở lại cõi người thì được sinh ở trong gia đình giàu sang phú quý, và nói gì cũng nhiều người nghe, và mình có thể sở hữu được nhiều tài sản, giữ gìn được nhiều tài sản. Và bài học lời dạy của Đức Thế Tôn nói như vậy, cảm hóa một vị đại tướng tên Sư Tử. Ông đã hành cái phước bố thí, mặc dầu là chư thiên kia có nói gì, bao nhiêu người nói gì, nhưng tâm ông vẫn không khởi thị phi. Và ông bố thí ở trong tinh thần bình đẳng, hội thí ở trong tinh thần Bồ Tát Đạo. Cho nên Phật đã dùng nhiều phương tiện tán thán khen ngợi công đức của ông. Và cuối cùng Phật khẳng định một điều rằng tâm con người vốn bình đẳng, không phân biệt sang hèn phú quý, không phân biệt nam nữ già trẻ. Cho nên tất cả công đức chúng ta làm hãy giữ tâm bình đẳng, nó là khớp hợp với chân lý mà mười phương chư Phật đã dạy. Rất cảm ơn các vị đã lắng nghe nội dung hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời.